Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 và kiện toàn nhân sự. Ghi nhận của phóng viên thời sự về không khí người dân và du khách đón Giáng sinh tại các điểm dịch vụ ở trung tâm thành phố. Thừa Thiên Huế triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong bối cảnh tình hình an toàn cháy nổ có nhiều diễn biến khó lường. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2015, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016, hiệp thương bổ sung thay thế ủy viên ủy ban, ủy viên Ban Thường trực và chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự hội nghị có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kết quả nổi bật trong năm 2015 chính là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, vai trò của tổ chức mặt trận được phát huy trong tuyên truyền thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Mặt trận, Đại hội Đảng các cấp, gắn với tăng cường nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, mặt trận các cấp cũng duy trì và đưa các cuộc vận động phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, lấy trọng tâm hướng về cơ sở. Nét mới của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2015 là được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong năm 2015, với việc hoàn thiện cơ chế tham gia, các tổ chức thành viên của mặt trận ngày càng phát huy được vai trò của mình. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của mặt trận các cấp. Đối với những nhiệm vụ trong năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý mặt trận các cấp cần tập trung, đó là tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai tốt việc tập huấn và cụ thể hóa các chương trình mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên là thực hiện 5 chương trình nhiệm vụ trọng tâm. Hội nghị cũng hiệp thương nhất trí cử ông Nguyễn Nam Tiến vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Trần Phùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 nay chuyển công tác. Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội do Trung tướng Trần Đình Nhà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khảo sát kết quả thực hiện Nghị định 38/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo an ninh trật tự công cộng. Làm việc với đoàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. 10 năm qua, trên cơ sở quy định của Nghị định số 38 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành chức năng của tỉnh đã áp dụng linh hoạt các biện pháp thực tế, giải quyết có hiệu quả các vụ việc vi phạm trật tự công cộng, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện đắc lực có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề xuất kiến nghị Quốc hội triển khai thực hiện một số biện pháp để khắc phục khó khăn vướng mắc nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 38 của Chính phủ. Trung tướng Trần Đình Nhà ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Nghị định số 38 của Chính phủ của Thừa Thiên Huế, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị nhằm tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, kịp thời sửa đổi bổ sung tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với sự tham gia của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, lãnh đạo các sở ban ngành, hội luật gia, đoàn luật sư và thành viên hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 9. Luật bao gồm 17 chương, 173 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai luật hiện hành, gồm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân năm 2004, thành một luật để áp dụng thống nhất việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi cả nước. So với quy định của hai luật hiện hành, luật năm 2015 có những điểm mới về thẩm quyền, hình thức văn bản quy phạm pháp luật, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc triển khai luật mới sẽ khắc phục những bất cập hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Cùng với quá trình triển khai luật hợp tác xã mới, kinh tế tập thể trên địa bàn đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đánh giá được đưa ra chiều nay tại hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động năm 2015 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Dự hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Đinh Khắc Đỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 126 trên 230 hợp tác xã, liên minh hợp tác xã đang hoạt động, đã thay đổi đăng ký hợp tác xã và phù hợp với luật hợp tác xã năm 2012, đạt tỷ lệ gần 55%. Các hợp tác xã cũng đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động và ngày càng thích nghi với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều hợp tác xã đã có sự phát triển tích cực về quy mô và chất lượng hoạt động, đồng thời khẳng định rõ vai trò, vị trí và sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống thành viên. Tuy nhiên, kinh tế tập thể và hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2015 vẫn còn những khó khăn tồn tại, hạn chế, như một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí vai trò của kinh tế tập thể trong cơ chế mới, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc quản trị, tuyên truyền và tổ chức thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị và kế hoạch 47 của tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể vẫn còn hạn chế. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Khắc Đỉnh đề nghị các sở ngành và chính quyền, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các địa phương, các hợp tác xã tiếp tục đổi mới hình thức học tập, quản trị, tuyên truyền việc thực hiện chủ trương về đẩy mạnh tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế. Dịp này có 8 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện thay đổi đăng ký hợp tác xã theo luật hợp tác xã. Bên cạnh vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế tập thể, thì việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô hộ gia đình cũng đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 7. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự và chúc mừng 135 nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều nông dân trở thành chủ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, chủ gia trại có thu nhập cao từ 800 triệu đến 2,5 tỷ đồng một năm. Tính đến cuối năm nay, toàn tỉnh bình chọn được gần 48.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp, từ trung ương đến cấp xã, tăng trên 21.000 hộ so với năm 2011. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương nông dân Việt Nam xuất sắc, nông dân điển hình tiên tiến, nhà nông sáng tạo, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều gia đình nông dân văn hóa, nhiều tập thể cơ sở, chi hội đạt danh hiệu vững mạnh. Tại hội nghị 135 gương nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2015 đã được tuyên dương khen thưởng. Mặc dù không được chọn làm xã điểm về chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng với nỗ lực quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, Phủ Mầu đã sớm hoàn thành các tiêu chí và vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vui chung nhưng đồng thời cũng đặt ra cho đảng bộ, chính quyền địa phương nhiều mục tiêu phấn đấu mới trong năm 2016. Từ nguồn kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2014, Phủ Mầu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo ra những bước chuyển biến và đột phá mới trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Điển hình là việc chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém năng suất ở khu vực Sử Đông Đạc Hà sang trồng dưa hấu, xây dựng một số mô hình sản xuất mới. Sau nhiều vụ sản xuất, bà con nông dân nhận thấy việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng dưa hấu là rất phù hợp và cho hiệu quả cao. Tính bình quân năng suất một sào dưa là thu nhập được 1 tấn, trị giá như là 6 triệu đồng bình quân so với lúa. Là lúa ví dụ năng suất là một sào là nếu làm đạt là được 3,5 tạ, thì 3,5 tạ mà tính ra lúa ra tiền thì tính ra là năng suất rất thấp, dưa sẽ gấp đôi. Việc các hợp tác xã trên địa bàn mạnh dạn chuyển đổi quy hoạch những diện tích trồng lúa sang sản xuất dưa hấu cũng như một số mô hình khác như trồng hoa chất lượng cao, không chỉ đa dạng hóa sản phẩm trong nông nghiệp mà còn tìm ra các loại cây trồng thích hợp cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, không ngừng nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân.
Đây cũng là một trong số giải pháp được Phủ Mầu đặt ra ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể như là chúng tôi là tiếp tục là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cái thứ hai là tạo các cái nguồn vốn vay ưu đãi cho người dân phát triển sản xuất. Cái thứ ba nữa là mở rất là nhiều lớp để mà là đào tạo nghề cho người lao động để là có điều kiện là xây dựng cuộc sống và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Phủ Mầu đã huy động với tổng nguồn lực hơn 207 tỷ đồng. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 32 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,86%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 93,5%. Đến nay, Phủ Vang đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Phủ Thường, Phủ Mỹ và Phủ Mầu. Phấn đấu trong năm 2016 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được lộ trình đề ra, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân phải đóng vai trò chủ thể, ra soát lại các tiêu chí để chỉ đạo các xã có kế hoạch ưu tiên đầu tư xây dựng. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất để người dân nâng cao thu nhập, để có điều kiện để hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt khác là tiếp tục phân công các thành viên ban chỉ đạo được phân công về các xã để hướng dẫn tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó thì phải huy động mọi nguồn lực để xây dựng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về điều kiện phát triển xây dựng ở nông nghiệp nông thôn, và đồng thời cũng là kêu gọi con em xa quê hương có tập việc về đóng góp để xây dựng quê hương trên địa bàn của huyện. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung trong thời gian tới, hiện Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Vang đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ khoa học vào sản xuất để tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn các làng nghề truyền thống gắn liền với khai thác du lịch, dịch vụ, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác, nhân lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2015, sáng nay Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm và chúc mừng một số giáo xứ Công giáo và Tin lành của thành phố Huế. Tại chánh tòa Phủ Cam Huế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng đến các chức sắc và toàn thể giáo dân đón Giáng sinh an lành và hạnh phúc, đồng thời mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Đồng thời mong muốn chánh tòa Phủ Cam tiếp tục động viên các tín đồ, giáo dân thực hiện tốt nhiệm vụ công dân theo phương châm mến Chúa yêu nước. Tại nhà thờ Francisco Xavier, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ thông báo vắn tắt tình hình kinh tế xã hội trong năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2016 với các linh mục và bà con giáo dân. Chúc mừng linh mục, giáo dân trong giáo phận đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Phó Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cũng khẳng định Đảng và chính quyền tỉnh luôn tạo mọi điều kiện tốt cho giáo hội và giáo dân trong các hoạt động văn hóa, phát triển kinh tế xã hội. Đến thăm chi hội thánh Tin lành tại thành phố Huế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch đã ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đồng bào Tin lành trong sự nghiệp phát triển của tỉnh, nhất là đề cao vai trò của các tổ chức tôn giáo trong hội nghị, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vừa được tổ chức tại thành phố Huế. Đồng thời gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc gửi đến các mục sư cùng đông đảo bà con giáo dân tín hữu, mong muốn các mục sư tiếp tục chỉ dẫn các tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, luôn đoàn kết và có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời tiết mát mẻ tạnh ráo trong những ngày này đã khiến không khí Giáng sinh trên các tuyến đường trung tâm thành phố Huế trở nên sôi động hơn mọi năm. Những giai điệu bất hủ về chủ đề Giáng sinh trong những nhà hàng phục vụ du khách hay những tiểu cảnh lung linh trang hoàng trước mặt tiền các khách sạn đã làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa, thông điệp kết nối yêu thương của lễ Giáng sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Silent Night, Jingle Bell, Santa Claus is Coming to Town hay Merry Christmas. Những bài hát bất hủ về Giáng sinh đã được các nhân viên của khách sạn Moonlight trình diễn ngay tại tiền sảnh, thu hút được rất nhiều du khách cũng như người dân đến xem và hòa vào không khí vui tươi.
khu phố Tây vốn đã được trang trí lộng lẫy nay lại càng sôi động hơn. Giáng sinh đã về và hiện hữu trên từng nét mặt nụ cười của mọi người. Tôi rất bất ngờ và phấn khích khi không khí Giáng sinh ở Việt Nam cũng tuyệt vời như ở đất nước tôi. Những cây thông Noel, ông già tuyết và những khúc hát về Giáng sinh thực sự đã làm tôi và những người bạn của tôi cảm thấy rất vui. Tại các khu vực trung tâm thành phố, không khí Giáng sinh cũng trở nên rộn ràng hơn khi năm nay nhiều khách sạn, nhà hàng đã đầu tư các tiểu cảnh nhỏ ở khu vực công cộng để người dân có thể đến chụp hình cùng bạn bè hay gia đình của mình. Là một ngày lễ được du nhập từ phương Tây, nhưng Giáng sinh dần dần đã trở nên quen thuộc và là một dịp để mọi người quây quần và cầu chúc cho những điều tốt đẹp. Với tiết trời se lạnh và những hình ảnh như thế này trên khắp cả con đường đã làm cho mọi người cảm thấy rõ hơn về không khí của ngày lễ này. Không khí Noel ở Huế hôm nay rất là nhộn nhịp và không khí mọi người đi đón chào Noel năm nay rất là vui vẻ. Giới trẻ bây giờ là rất là cập nhật phương tiện thông tin là rất là nhanh, nên là không khí của Giáng sinh hay là Halloween các ngày lễ chính của bên phương Tây nhưng mà ở Việt Nam thì cũng đã hội nhập. Với sự phổ biến và ý nghĩa sum họp, Giáng sinh ngày nay không chỉ là ngày lễ riêng của những người có đạo mà còn là ngày lễ của tất cả mọi người. Cuối năm, dành ra một chút thảnh thơi giữa bộn bề công việc để hòa vào không khí vui tươi của Giáng sinh cũng là cách để mọi người giảm bớt căng thẳng, xích lại gần nhau để yêu thương, sẻ chia những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Phần cuối là một số thông tin khác. Điện lực Thừa Thiên Huế sáng nay tổ chức khánh thành công trình đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy. Đây là công trình lưới điện hạ áp nông thôn được Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp nhận vào tháng 8 năm 2015 để bán điện đến tầng hộ. Lưới điện áp nông thôn trên địa bàn xã Thủy Tân với số lượng gần 1.200 khách hàng. Đây là địa phương cuối cùng của thị xã Hương Thủy bàn giao lưới điện cho công ty quản lý. Sau khi tiếp nhận, doanh nghiệp đã đầu tư cải tạo lưới điện, đảm bảo an toàn cấp điện cho các hộ dân và nâng cao chất lượng điện năng. Vì vậy, tỷ lệ tổn thất điện năng so với trước đây giảm hẳn với 4,9%. Lưới điện sau cải tạo được kết gọn, sạch sẽ, an toàn và chất lượng dịch vụ khách hàng được cải thiện, nâng tổng số hộ sử dụng điện đến cuối năm 2015 lên 1.200 công tơ. Đến thời điểm này, ngành điện đã bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn tại 143 xã, phường, thị trấn, chiếm 94%. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã có thêm 50.113 hộ dân có điện phục vụ đời sống và sản xuất nhờ triển khai thực hiện dự án thành phần nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn ADB tỉnh với tổng mức đầu tư 157,5 tỷ đồng và dự án đầu nối và cải tạo lưới điện sau công tơ theo chương trình OBA tổng mức đầu tư 13,58 tỷ đồng, bình quân đầu tư cấp điện 3,41 triệu đồng một hộ dân. Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước cũng như tại Thừa Thiên Huế có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ thiệt hại. Điều đáng nói là phần lớn các trường hợp không có bảo hiểm cháy nổ và thiệt hại đều do chủ các cơ sở gánh chịu. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và cấp bách. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra 26 vụ cháy, thiệt hại tài sản hơn 32 tỷ đồng. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình vẫn chưa quan tâm đến bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, nên khi xảy ra cháy nổ, toàn bộ phần thiệt hại các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, người dân phải tự gánh chịu. Đó là những thiệt thòi và là gánh nặng cho nhà nước. Trên cơ sở của luật phòng cháy chữa cháy, Chính phủ cũng đã ban hành quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Song qua gần 10 năm triển khai, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Thì cái tình hình thực hiện cái bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở trên địa bàn chúng ta thì do cái nhận thức của một số cơ quan